Con nó nằm nghe. Mày phải ý đồ gì nữa, một hai bữa nay phải tát con này đây. Mày có phải có cái sọt viền cá rồi đi vớt mấy cá nó vô sọt nó đỡ lẹ hơn nữa. Đó, sọt đó. Mấy con bự bự sọt sọt cho gọi đi. Đó mấy con cái vồ với con tay tượng lấy cái sọt mà sọt đó. Đem lên. Kìa, nó nằm phơi kìa. Quay một mùa chắc á. Nói rồi. Nói rồi không chịu tin. Nó nói sình văng rồi. Vậy nó mới chạy. Đây nè, trời ơi. Trời ơi, con này chắc cả 5 kg hả? Ủa ơi. Con tự mà con giò. Thằng nhỏ cười đã nhỉ. Ok. Nó lại nha. Cái tự. Tôi luôn. Nó bự quá nó. Anh vô cái tờ tay trưởng nó nhảy mà hơn cái giò nó. Ghê nhẹ nhẹ ghê, đi lại tới chỗ hai vợ lên thôi 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 một cái đi không có chào nữa nó lên này vậy thấp quá mưa lần này con lỡ lên này nè sao trời ơi con cá có đâu có mấy ký đây năm ký khó rồi ừ. Chú Hà đứng chú Hà. Coi ngoài. Một con hải tượng và tê tượng. Chiến. Thấy lần con thôi đó. 5 6 kg. Sáu ký. Sáu ký bằng 20 ký. Mua. Xe bằng tôm bên đường. Đừng có nói người dân. Đừng có nói người lạ. Sao lên bài đằng kia? Con nào con nấy coi cá tai tượng tai tượng con này còn bự hơn con nãy nữa còn con kìa con nó nữa kìa hai con luôn tai tượng tai tượng ba bốn năm ghé ô ba con kìa ăn của mình phải còn cắt cũng phải lớn đầu ra bắt vô luôn bắt kìa. Tao mẹ dính cây nhóc bỏ mẹ đi lắc lên. Thấy tao bắt tao thấy lên mẹ nó. Nhưng mà ở dưới cái con cá chê đó nữa.
dưới nữa. Mấy anh đâu lấy cái xô lại bắt nhà lại về nhà mình đi. Mới. Trời ơi, con nó nằm phơi. Ủa, hai ba con nó nằm phơi. Trời ơi, con này bự hơn con mấy con nãy nữa. Nè. Wow, con nào cũng bự chưa? Nào vô nè. Đếm chứ đếm đâu. Ủa, con nó bự hơn nãy luôn á. Cái gì khác vô nó để đây, mày cứ để đây. Mày nó kêu cái giò điếm thành cái giò đếm. Hả? Nó sao đi nhà đi hầm ở trong sao vậy? Mày kêu để đây. Con này nó quá, wow, mấy con này nó bự hơn nãy nữa. Để con cho lên vậy. Con kìa, nó bự hơn nãy nữa. Con đó đó, con đó nó bự hơn nãy nữa đó, con nằm đó. Để cho nằm dưới đường cái động. Cá tới cá. Con đó đó, con đó nó bự đã. Mới mốt nó lên nó ăn thịt ở ngoài nè. Đâu? Còn cái sọt nào nước Nam? Nó lại cái sọt tròn ở đâu? Cô Tám lấy rồi. Coi cái nào không bắt chuyển cô Tám giết cho mau. Nó rồi tôi bắt nó thảy lên luôn. Cái này nó chịu không nổi. Không được kia thảy lên nó chốc dãy nó chết thằng nữa. Thôi lấy cái thao đem lại. Ồ con nó bự à. Bự. Con nó bự hơn nãy biết nhiêu luôn á. Con cái giò kia lên lưng kìa. Cái bọ nhỏ đâu có cái đầu gầy đâu. Trời ơi. Lên đá rè mà. Nhốt vớt nhốt. Ủa. Có cái giò kia. Ốt lấy cái này đừng tách che nè. Đây lên đây. Lấy cái thao nó đựng cái đại tượng á. Kinh lên. Là đây là phụ. Ra con lấy cái chê con đi đường này con khổ. Đi đường kia không? Đi đường này sao đi? Đừng cái sọt có không? Sọt có cái lưới hả ta? Đi đường kia kìa nó mau. Đường này mau hơn. Hỏi chứ. Đã bắt lại tôi thả cái này luôn nữa, tôi đi đường kia đã bắt thả sao à? Đi vòng đường đó đó, đi đường này hồi gãy hết cái này chúng ta đi cái gì đó. Năm con, bốn con vậy đó. Bốn năm. Nó gãy cái đuôi lủng cái đít. Đi ăn cứ đi đường đó đó. Không lớn luôn. Rồi vớt lên luôn để lấy thao chả đi. Đúng thả vô luôn. Vớt lên nè. Trời ơi đã vậy. Gì lấy cái đây cái đó úp lại. Chưa ăn cho nè. Nó vinh đẹp trời. Bưng đi sao không được. Hạ xuống, hạ xuống. Có
Không còn sau lưng cái gì. Hai người còn tao kia đi. Cởi cái lên sọt còn được không? Sọt banh kia. Cái sọt rồi còn gì? Banh hả? Banh rồi. Sọt đó là nè. Dây chai rồi. Nè xúc con lên kìa. Trời. Tin nó bỏ túi. Tin ơi. Lại bắt cá gì vậy con? Nè xuống đây. Bắt đem về nhà mình. Cái này nuôi trong hồ dắt đã. Này hồ kiến. Quá trời luôn nè. Nhóc. Đây nhóc nè. Cái gỗ nó xuống nó dậy cái chắc banh nữa. Dậy cái banh. Chứ sao không lấy cái sọt hồi nãy đó. Còn cái sọt nào nữa không? Con cay đó đó. Con cay đó. Bên bảy có không? Bên mà năm có không vậy? Không, bả đâu có đâu. Trời ơi. Bên đây không có rồi, không ai có. Dạ chung. Đó, hai con. Nè nè nhóc. Nè nó nổi nè, nè nè nè. Đẩy nó ấy xong cái đẩy cái đuôi nó vô. Nó vớt nằm im cứu hả? Có lên nước nó mới dậy. Ờ, trời ơi. Thế đã vậy. Cho nó xuống nước nó vậy. Quá. Trời ơi, hai con này nó biết nói chuyện luôn. Kéo con, đưa lại kéo lên đi lắm. Mặt mày. Rồi cái con đứng ở trên đó cái hổng xuống bắt cũng cái mặt coi kìa. Thôi là hổng trúng mặt em con á. Chảy máu. Thả đâu vậy Phương? Cái bội thằng dưới à, cái này bự. Cái bội hổng cắt khúc đó. Rồi cái bội đó con được rồi. Pét thôi, dỡ lên pét á. Nó nằm dưới nước nín khinh. Dỡ lên thì dỡ hút một cái một luôn. Ừ. Nhỏ kinh nổi không? Cái này chắc còn không 6 kg đâu. Ừ, hồi nãy hả? Hai mới vui. Đi mà tắm cái gì? Vậy mẹ như tôi thiện ăn đấy. Nó to to. Cái gớt luôn con luôn. Con cá gì cá hả? Trời cá tài tượng thôi. Hai con này có 15 kg. Trời ơi. Cái giỏ đó 15 kg mà mấy năm không có cân lại. Cái vỏ mười mấy ký hồi. Cái vỏ này mười mấy ký hồi em còn gái lần. Hồi em còn mười mấy tuổi. Ba mươi mấy năm. Mười mấy ký rồi. Mười lăm con rồi đó. Mười bảy con rồi. Cái vỏ này lớn hơn nhiều. Cái đó 16 rồi hả? 16 gì đó, 15, 17 16 con đủ. Rồi đó. Rồi 17. 18 con á. 17. Tao nói 17 đủ. 18 còn con giữa nữa kìa. Rồi đến 18. 18, 12, 13, 14. Con là 15, 18. Lên con đi. Hai con là 18. Con cá mà làm con lỡ cá nữa. Vậy con mắt mày có thấy đường đâu mà. To sáng con cá mà làm con lỡ nữa. Ui. Đây chú lộn. Nghe này con kìa kìa chú thấy đâu. Con có 16, 17 tuổi. Còn nữa đây. Còn mấy con nữa đó. Ừ, đếm lộn không nha. Đếm lộn. Đây trong con nè. Đếm lộn ở đâu? Nãy giờ à một chục con rồi hai. 15 16 con thôi hết. Anh nên tính là 17 với nụ. 4 5
Đi hai con. Chân con 3, 3, 4, 5 con. Hình như còn hai con hay gì nữa lần. Cái phải tưởng nó không sao chứ cái vò nó. Tôi tưởng mấy mục của việc. Rủ heo nó bên cuối. Qua bên bển đi. Qua bên bển khiêng lên bển á. Rồi. Cái đó hai người á, cái đó hai. Trời ơi. Hai người cầm cái sọt đó đó rồi xong cái vớt nó lên đem lên luôn. Ông ơi. Ông đi qua bển cuối. Vớt cái đem lên liền, cầm cái đuôi nó. Thôi bịt mắt nó lại Quân, bịt mắt nó lại nằm đến thinh à. Bịt mắt nó nằm đến thinh à. Tắt lên, chuyển cái lần thứ mà. Ta trừ sọt chân. Đồ trị. Đổ, đỡ có lỗi không à. Con gót nắng rồi đó. Kéo mẹ nó mẹ. Hết nó tự hết sợ rồi. Đi kéo kéo. Trời ơi cái vò người ta ấy vậy nó ấy hơn khỏi dính lưới thôi. Cái này dễ xúc muốn chết. Lưới còn nhiều. Không thấy lưng nữa nè. Ấy cái đầu nó. Nước. Kéo đi không thấy lưng đó. Rồi lấy cái gác nó lên luôn. Dính như thế nữa. Ta dớt nó ở dưới nữa. Tao nói nó dễ dãy ngồi sao chứng trứng rồi đùm trứng gì vậy. Ê nó gan sao nó lòi nó lòn lòn. Ê trời ơi gan vô không. Đây đó rồi. Tôi tưởng con gì. Ta dở là dở nó lên khỏi. Ê. Dở thì dở hô hút mặt nước luôn nó khỏi vậy. Nghĩ sao dở nổi. Nó quậy xuống nó quậy. Kéo lên. Kéo lại đi. Cái gì lại cái. Ừ. Nó đi rồi là đâu kia của. Xa xa cái cạnh nhạnh nó không á ông ơi. Trời ơi. Đang là dính nó đang. Dính cho dễ đó kìa. Dỡ lưới lên luôn. Ở trên á, ở trên cầm lưới dỡ lên luôn. Kéo lên mẹ nó kéo. Không, được đâu. Con dính con á. Nhiều lắm á. Trời ơi, cá nó dễ tới gách áo rồi trên vai nhị luôn rồi. Vô không? Dài hơn cái sọt nữa. Cầm dở cái lưới kéo lên bờ luôn á. Kéo góc lên luôn đi. Gách lưới nhiều quá. Con cá đó bịt con mắt nó lại đang nằm đến thinh à. Nắm hai tay cái đầu nó, cái hai cái tay bịt mắt nó, người nắm cái đuôi dở lên. Cá bự hơn nhì nữa mà. Thử ơi, thử lấy hai tay bịt mắt nó lại nhì. Nằm đến thinh à. Bịt mắt nó lại. Nó quý thích ở bằng hai nhì vậy nhé. Mà xin thuộc. Thì chụp chua rồi tao phải chua tốt. Lên Quân nắm cái đuôi thấy lên. Bịt mắt nó nằm bên tinh à. Lôi đi đi. Đi đi. Lôi đi đi, lôi ra. Đừng có thấy.
Để vô nó ấy lộn không? Nắm cái đuôi, Quân nắm cái đuôi. Con rồi trước con. Cái kéo lên đưa cái tóc lên đi. Bạn bạn đưa cái góc lên cho nó trước đi. Bốn con hả? Đếm con này đi, mấy con. Bốn con đi. Bốn con này mình con đét. Mình bốn. Nhỏ sao không nắm lên? Thôi thằng nhỏ đi, nó con đem lên nhiều quá đem đi không kịp. Không, bịt mắt nó nằm lên thinh nè. Quy sen. Ngoài biển ngoài đâu có ấy. Đi làm được cái tay lưới này với cái giỏng. Ai kể tấm vô luôn nè, tấm vô thọt con lấy. Bắt con bự ra, con cá ra, nuôi con cá bự ra. Năm con hồi nãy mấy con? Bắt bịt con mắt nó là được rồi. Mà anh côn đi. Mày mình phải làm buôn chứ, buôn buôn. Buôn mà làm anh côn nó đâu. Buôn côn đi. Mình tự đám con buôn. Buôn. Buôn con với ta mới tham về. Mẹ hai nữa. Mẹ nữa nó dùng ở đình cuốn một bọc đi. Nó còn con cái che nằm ở trên kìa, đó. Mày túm lại coi chú hả? Mày túm cái đầu mày lại coi. Còn cái dồ bự nữa rồi. Còn mình ơi, chả nó không có gì chứ. Đã thích. Còn con nằm. Hay là hộp xài. Cái đó con kéo kéo qua cái chỗ ấy luôn rồi thấy rồi đi luôn vậy. Đứng đi. Đủ đủ cho sạch cái ngon lại đi. Nó chuối kìa. Cái giò cái đi cái vô cái lá đó.
Một rổ nó phải ngọt. Nó có ba sạc cái gì không? Sạc có rồi. Còn cái giò à? Bắt cái giò trước đi. Lên luôn nhớ, bên bước lên luôn. Nổi đâu? Quy Vịnh, Vịnh. Sao không bắt con cá nó chui gách, gách kìa, nó chui gai kìa. Gách, gách, gách lưới. Gai, gai. Nó, cá nó bị bài. Gách rồi, mới khen 14 con. Mới khen lưới ngon lành. Trời ơi, một lùm nó thảy lên đó rồi dít nó xuống. Để xuống đi. Thấy con bự lên. Nó dậy cho nó nặng mạnh luôn. Nó không có như con này đâu. Sọt kìa, cái sọt không lấy cái vỏ, cái này xúc. Lấy cái gỗ, thấy ghét thiệt chứ. Lấy cái gỗ xúc, ừ. Nó. Dở cái lỗ là lúng rồi. Lúng mấy lỗ không nội ơi, dở ngay cái lỗ này nó lúng chứ. Mày nghĩ như sao mày. Rồi, hai con bự rồi. Đặt cho nó, đặt chắc cho số quý. Dùi, nó không thông nhọc quá. Kệ đi. Đập cuốn, phải đặt đi rồi tiễn rồi. Ăn thì ăn. Để mấy cái bãi lép ra. Xin rồi mẹ. Nó sao vậy? Gác quá trời luôn. Trời nó ở sao kìa. Kéo chứ ăn sao nó ụt. Nó đạp lên cái đó rồi. Cái này nó cái cổng cá bự ra không? Rộng cá bự ăn hết không? Số này có cá bự. Số này cá bự nhiều nè. Bắt lại ấy, cái nào bự ấy rộng đi. Vừa sọt thôi. Cái vừa vừa thì thả. Ờ, con đó bự kìa. Bự thả lại. Chụp số mấy lại đi, người lấy mấy con nhỏ nhỏ đó thả lại. Cái tre nó gì còn lâu lớn còn mệt lắm. Có mấy con nào bự là nó bự khắp tóc. Dít dít mấy con đó xuống đi. Con một bát à. Con miếu. Thấy thấy. Dạ thọn.